Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự phát triển của Úc Vade tại Việt Nam. Thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Tiến Vân, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cố vấn cao cấp của Việt Nam Úc Ambassador. Vâng, xin chào Hình Giả. Và trân trọng giới thiệu với quý vị khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay là ông Kim Ji Woon, cũng như là Gop Song cũng đã phát triển các cơ sở tại Việt Nam chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm lâu năm về gốc màn hình thì ông Kim cũng đã hiểu rất rõ về thị trường cũng như là xu hướng của những người chơi gốc tại Việt Nam. Và tại buổi thảo ngày hôm nay thì ông Kim cũng sẽ chia sẻ những cơ hội vàng về đầu tư gốc màn hình tại Hàn Quốc cũng như là tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu với quý vị ngày hôm nay sự có mặt của ông Michael Hughes, là đại diện của The Golf Hub. Ông Michael Hughes là PGA đến từ Đức với 20 năm kinh nghiệm của mình trong ngành golf. Michael Hughes cũng đã từng là chuyên gia giảng dạy ở rất là nhiều học viện golf nổi tiếng trên thế giới. Và ông cũng sẽ mang đến buổi tọa đàm ngày hôm nay những chia sẻ về tiềm năng của xu hướng đang được đánh giá là hot trend, cũng như là những kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và phát triển mô hình golf 3D tại Việt Nam. Xin được hỏi ông Phạm Tiến Vân, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cố vấn cao cấp của Việt Nam Golf Ambassador. Với cái kinh nghiệm của mình và với cái quãng thời gian mà ông đã sinh sống cũng như là trải nghiệm golf 3D tại Hàn Quốc, thì ông thấy rằng là cái golf 3D nó sẽ có những cái mặt lợi ích và có những cái ưu điểm nào nhiều hơn so với cả chơi golf truyền thống? Chi phí đầu tư nó rất là thấp. Và việc tìm kiếm địa điểm để mà làm cái golf 3D thì cũng không khó. Thì tôi nói như vậy là để thấy là tại sao Hàn Quốc người ta có thể làm tới một vạn cái sân golf 3D và sau này còn tới vạn rưỡi, hai vạn nữa chẳng hạn. Vì nó có thể làm ở bất kể đâu, một căn phòng độ 50 mét vuông, trong gia đình cũng có thể làm được, rồi 100 mét vuông. Bây giờ nói một cái sân golf, chúng ta thấy rằng thì là phải tới 100 hecta, thì cái sân golf 3D có 100 mét vuông, tức là một phần vạn của một cái sân golf truyền thống. Thứ hai là nếu mà nói đầu tư thì một cái sân golf truyền thống đầu tư có khi tới 50 triệu đô là bình thường, thì một sân golf 3D, một cái trung tâm này thì có khi chỉ 50 ngàn đô thôi, tức là tới rẻ hơn tới 1.000 lần. Tức là anh có thể đầu tư một cái sân golf truyền thống thì anh đầu tư được tới 1.000 cái trung tâm sân như thế này. Chính vì thế cho nên nó mới bùng nổ và nó mới phát triển. Còn với thời gian thì một cái sân golf làm mà kể ra như ở Việt Nam thì có khi tới dài thì nhất thì có tới chục năm cũng không xong một sân golf. Còn không thì 3-4-5 năm, nào là quy hoạch, nào là giấy phép, nào là giải phóng mặt bằng vân vân. Nó làm nó rất là lâu, nhưng mà làm một cái golf 3D thì trong vòng 1-2 tháng là xong. Thế cho nên là tôi nghĩ đấy là một cái ưu thế của golf 3D, và sở dĩ phát triển nhanh được như vậy cũng là do có nhiều cái trung tâm được như và nó trung tâm nó ở khắp nơi được. Thì tôi nghĩ đấy là một cái thế mạnh của golf 3D. Look at the real golf course, you don't have an indoor facility, you don't have these maintenance costs. Yeah? I mean, the building the golf course is at the end the cheapest investment, yeah? But the maintenance and the stuff that you need for a golf course, that's massive. And with an indoor facility, it's just like, it's a one-time investment, you do that once, and then everything is covered nearly, right? So you, of course you need some maintenance. Maybe you need to buy new software every now and then, but it's not really that these high costs that you have like when you're having a real golf course. Và như vậy thì có thể thấy là ngoài những cái mặt lợi thế thì cái câu chuyện là tiền đầu tư vào thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều, và với cái số đất tiền mà đáng nghĩa ra chúng ta có thể đầu tư vào một cái sân golf ở ngoài trời thì chúng ta có thể xây dựng được khoảng tầm 1.000 cái sân golf trong nhà, và bản thân là cái đối tượng mà chúng ta tiếp cận được nó cũng sẽ nhiều hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nó còn liên quan đến cái bộ máy để có thể vận hành cái sân golf, và cái số lượng người để có thể tham gia vận hành cái sân golf ở ngoài trời thì nó sẽ rất là nhiều người, nhưng mà đối với cả một cái sân golf ở trong nhà thì chúng ta sẽ tốn ít người hơn, và những cái tiền đầu tư đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng xoay vòng hơn, và nó cũng sẽ khiến là nó cũng câu chuyện sinh lời nó cũng dễ hơn. The investor's budget, the you could choose the options of the simulator room, so it doesn't really require like
you know, the standard may be 50,000, but according to your options, it may go lower. Mm. And so it's more favorable to the investor. It always depends what you want from your studio. Yeah? So if you want a basic studio with a basic technology, I think you can have it for 25,000 already. As soon as you want the better quality, if you want better materials, it's easy to spend even $100,000 on a studio, right? So that's a wide range, but the entry level is okay. Nhưng mà Hương Quỳnh nghĩ rằng là đối với cả những cái chi phí này thì nó vẫn khá là hợp lý cho những cái nhà đầu tư, đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà chúng ta không quá là có một cái nguồn vốn lớn mạnh thì có lẽ là cái việc đầu tư gốc 3D ở trong nhà như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn và nó cũng sẽ là sinh lời nhanh chóng hơn. Chỉ cần có khoảng tầm 100.000 đô thôi thì chúng ta có thể xây dựng được hai cái studio của gốc 3D rồi, và như vậy thì cái lượng người chơi đến đây nó cũng đã lớn hơn so với cả cái việc là cái lượng người chơi ra sân gốc thực tế. Và nếu như mà chỉ có 100.000 đô thôi thì chúng ta vẫn chưa thể nào có khả năng để xây dựng được một cái sân gốc ngoài trời. Và bản thân lúc nãy thì Nhung Vân cũng đã chia sẻ, nếu như mà xây dựng một cái sân gốc mà nó có thể mất rất là nhiều năm để xin được giấy phép để có thể xây dựng xong giải phóng mặt bằng đi vào vận hành, nhưng mà đối với cả sân gốc 3D thì có lẽ là cái quãng thời gian này nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà nó cũng sẽ giúp cho cái nguồn vốn của nhà đầu tư cũng sẽ xoay vòng dễ dàng hơn. Quay trở lại với ông Kim, so what Gokzon can help to promote this trend in Vietnam, to 3D gốc in Vietnam? But we Gokzon, because we want, you know, all people to enjoy golf, we have a wide range of golf simulators. We have simulators for beginners, we have one for, you know, serious golfers. So we have different kind of hardwares, different kind of softwares. So it's just a matter of where the investor wants to install and run the business. Let's say they want to install in a residential area, then the customers will mainly be families and beginners. Then we will, you know, suggest to install those kind of simulators, and maybe let's say somebody wants to install near office buildings or maybe industrial parks, then the customers will mainly be, you know, workers, maybe in their 20, 30, 40s, men mostly. Then we'll suggest to install a simulator for golf rounding mainly, so they could, you know, have some, you know, some fun. And so it depends on where and what kind of simulator they want to run, and according to that, we could, you know, suggest how to run the business. And I think there are only 80,000 golfers, I think, in Vietnam, and mostly they're expats and high-class people. And there's much more room to penetrate. So I think the market is very, the potential market is very big. Hiện nay thì gốc 3D cũng đã bắt đầu phát triển ở Việt Nam nhiều hơn, và chúng ta cũng có thể thấy đây cũng là cái thời gian vàng và cái cơ hội vàng để cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng có thể phát triển những cái tổ hợp hoặc là những cái phòng gốc màn hình tại Việt Nam. Và qua những cái thông tin chia sẻ vừa rồi thì không biết là với ông Vân, ông có những cái thông tin chia sẻ nào khác hay là những cái điều gì mà muốn để cho gốc 3D có thể phát triển ở Việt Nam cách dễ dàng hơn? Ở Hàn Quốc thì gốc 3D nó đã đóng góp vào cái môn golf biến thành một cái môn thể thao rất đại chúng. Trước đây đã như vậy, nhưng bây giờ có cái 3D này, vì mình hình dung là ở Hàn Quốc là có độ 8 vạn người chơi golf truyền thống, nhưng mà golf 3D sinh ra và bây giờ nó thêm cũng khoảng 8 trên dưới 8 vạn người Hàn Quốc chơi golf 3D nữa, thì nó tăng lên cái con số rất là lớn. Là golf 3D nó cũng như cầu lông, nó cũng như tennis, nó cũng như bóng bàn ở quanh mình thôi. Và mình có thể đến và mình có thể thử. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ đây là một cái gì đó nó cao xa, khó khăn và không tiếp cận nổi.
không phải đối tượng, mình không phải đối tượng để mà chơi cái môn này. Nhưng mà có cái 3D này thì tôi nghĩ đấy, chỉ có số tiền đơn giản như thế và rất vui và có thể gặp ở khắp nơi để cho mọi người hiểu đây là có thể tiếp cận được gôn 3D và để cho mọi người hiểu về gôn 3D như thế nào và nó có ích như thế nào và nó là cái đơn giản nhất để dẫn dắt mọi người đến một cái môn thể thao khó nhất trong các môn thể thao như thế nào. Thì tôi nghĩ cái truyền thông là rất quan trọng. Thì tôi nghĩ các nhà đầu tư của Việt Nam với một số lượng đầu tư thì 50.000, 100.000 đô, tôi nghĩ là có rất nhiều người có thể đầu tư, bởi vì người ta đầu tư bất động sản hàng tỷ mà. Những người quan tâm đến cái golf này này, những người chơi golf và hiểu nó thì đầu tư cái này. Đấy, tôi nghĩ là mạnh dạn đầu tư để cho có nhiều thì ở Việt Nam hơn. Thế và trên cơ sở đó thì sẽ có nhiều người được hiểu, người dân bình thường, các em học sinh, thanh niên, phụ nữ hiểu về cái này là làm sao kéo được người ta đến đây. Và từ đó người ta cảm thấy đây là một cái rất phù hợp để sẽ chơi, sẽ học ở đây. You open the golf hub in Vietnam and why that you choose with Vietnam to do this and why you are opening the gym in Koch like that, because I see that in here in the golf hub we have also the golf gym and also the gym and the lounge for people. Yeah. The idea why we did it was actually that we want to create a unique place in the society where people can come and play golf. And when we sat together, we thought about what does the market requires. Yeah? And with that growing numbers of golfers, there's definitely market for coaching. Our coaching in here is just, we only have like qualified international PGA coaches in here. And the other thing that we saw is that there's a rising interest in golf fitness, golf-specific fitness. So the idea was originally actually to make a unique training center for ambitious golfers. Yeah, so that was behind that idea. And on the other hand, it was to create a place for entertainment. Yeah, so where we combine these things. Yeah? I mean, when you see a regular driving range, you can only hit golf balls. Yeah? That's all you can do. And in here, we want to combine everything in one. And I think we touched a spot somewhere in the society because that didn't exist yet. So how many times that you need to be in the golf club like this? How many times that all the time? Well, how long that you have to take to view this? How long it took? The interior and everything was actually, I would say, 6 weeks overall. Yeah. But when we came into a naked building. Yeah. So there was nothing. That building was completely new. So all the rooms and everything, there was nothing. We need to do the electricity, we need to do the air cons, we need to do start from zero. Yeah. So that was quite a long time. If you have a room or if you have an area which has all these things already, usually building one bay, I would say, with everything, 4 or 5 days, so approximately a week per studio. But the whole process from making your decision, which technology I want, which material I want, what design do I want. I think that's a quite long way because you don't have a catalog. I want this. That works with the technology, but with the interior, it will take the planning is much longer than the building, definitely. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm mà ông Michael cũng chia sẻ. Thì có lẽ là vấn đề của các nhà đầu tư đó chính là tập trung vào cái đối tượng nào mà chúng ta muốn hướng đến, thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn những cái công nghệ, những cái chất liệu và những cái nơi để mà phù hợp, và từ đó thì chúng ta mới có thể đưa ra một cái mức giá cả phù hợp cho cái mức đầu tư của chúng ta. Và không biết là ông Vân thì có thêm cái chia sẻ gì liên quan đến những cái thông tin mà ông Michael vừa đưa ra không? Chia sẻ với ông Michael về cái vấn đề đầu tư cho những cái trung tâm như thế này.
cũng như các sân golf nó cũng có chia ra làm sân golf cao cấp, sân golf tốt, sân golf trung bình, đắt tiền và rẻ tiền vân vân. Thì các cái trung tâm này cũng vậy, nó tùy theo cái quy mô của cái trung tâm, nó tùy theo cái trang thiết bị của trung tâm và nó tùy theo những cái tiện ích cho người chơi ở trung tâm. Thì cái trung tâm này thì nó là, theo tôi là tôi đã đi nhiều nơi thì tôi thấy nó là một cái cao cấp. Cao cấp là vì nó có cả dạy, có cả chơi và có cả giải trí và có cả fitness ở đây. Đấy là một cái tổ hợp đúng là như vậy. Thứ hai là cái chất lượng của các cái thiết bị ở đây nó cũng khác, nó giống như một cái salon, nó đặc biệt hơn. Thế còn những cái nơi mà mức độ nó trung bình hơn thì người ta chỉ nhằm là gì? Đến chơi và về. Thí dụ chỉ cần có cái phòng này thôi, 3-4 phòng liền nhau, 5 phòng liền nhau và đến trả tiền và vào ngồi chơi, 4 người ngồi chơi và chơi xong là về. Chỉ thế thôi. Thì cái mức độ đầu tư và cái giá tiền nó cũng khác nhau. Thì tùy theo cái yêu cầu, cái concept và cái khả năng và cái mục đích của cái nhà đầu tư. Thế cho nên tôi nghĩ có nhiều cái sản phẩm đa dạng thì khách hàng sẽ được lựa chọn nó tốt hơn và nó phù hợp hơn với cái đẳng cấp của mình. How about Mr. Kim? What do you think about the golf hub and also the investment for the new investment in Vietnam? Want to do the 3D golf? This place has selected very well the customer audience and all the simulator, the layout, how it's built, the simulator, as you said, fitness. It's quite focused on that specific target group. And For those kind of business, I think yes, this hub is very well built, and maybe if they consider, you know, another type of business, then I think they will also change the layouts or maybe the area to that. So yeah, I completely agree with them. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã có mặt ở trong buổi talk show ngày hôm nay. Chúng ta cũng đã mang đến cho những cái nhà đầu tư mới rất là nhiều những cái thông tin, và hy vọng là những cái thông tin này cũng sẽ hữu ích đối với những nhà đầu tư nếu như mà ai đang muốn đầu tư và quan tâm đến 3D Golf, hay là còn gọi là golf màn hình, để chúng ta cũng sẽ có một cái khoản đầu tư mới, đặc biệt là sau khi dịch Covid-19 đã đi qua. Hiện tại thì có rất là nhiều lĩnh vực để chúng ta đầu tư, nhưng đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào cũng là điều mà chúng ta cần xem xét, và có lẽ 3D Golf cũng sẽ là một lĩnh vực mới mà chúng ta cũng có thể đầu tư vào. Ngoài việc là nó mang đến cho chúng ta lợi nhuận thì cũng sẽ là giúp cho mọi người có thể tiếp cận với golf nhiều hơn, và chúng tôi cũng sẽ còn quay trở lại trong những buổi talk show tiếp theo.